Biết chết từ dưa hấu à? Món này nghe lạ quá vậy. Chưa ăn bao giờ luôn á. Rồi đầu tiên cắt dưa hấu ra nè. Đó. Sau đó đập quả trứng ra rồi bỏ đường vô khuấy đều lên. Sau đó bỏ miếng dưa hấu vô nhúng vô. Tẩm qua bột mì. Rồi đến vụn bánh mì. Bỏ chảo dầu chiên. Rồi chúng mình cho miếng thịt bò luôn á. Rồi món này nhìn có vẻ hơi đau bụng mọi người, nhưng mà không sao, ẩm thực là mình phải khám phá nó. Bây giờ mình phải làm cho biết. Đây là những miếng thịt bò dưa hấu, đây là một quả trứng nha mọi người, đây là bột mì, còn đây vụn bánh mì á. Thường mới thấy á, ở nước ngoài á là người ta hay sử dụng vụn bánh mì á mọi người, còn Việt Nam mình á là hay sử dụng bột chiên giòn hoặc là bột chiên xù. Nó không hiểu sao nữa, nhưng mà may mắn là nhà mình có mấy ổ bánh mì á, mình bỏ một lọ nướng mình nướng xong mình bóc vụn ra. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào đây là 10 gram đường ha. Vậy thì mình cho vào đây khoảng tầm 2 muỗng. 2 muỗng này là tầm khoảng 1 muỗng canh đường á. Xong. Rồi. Để rút ngắn thời gian thì mình bắt bếp đã. Để cho dầu nó sôi. Chúng thấy cái món này hả? Người ta cắt cái miếng dưa hấu ra mọi người. Giống y chang miếng thịt bò luôn á, tái chín trong á. Cái món này hả, mày thấy bên nước ngoài á, người ta làm nhiều lắm á. Bây giờ mày mới thử nè. Không sao, ẩm thực mà, mình phải khám phá thôi. Bây giờ mình sẽ khuấy trứng lên. Dầu sôi rồi nè, mình hạ lửa nhỏ lại một xíu. Vừa vừa thôi. Bây giờ mình sẽ tẩm qua trứng. Lăn qua bột mì. Bỏ vô vụn bánh mì. Tiếp tục nè. Nhìn màu cũng đẹp đó mọi người ha. Nhìn thấy này nè, cái bề mặt ở ngoài mọi người nhìn giống như miếng đậu hũ. Đậu hũ có màu đỏ đỏ. Cũng thơm ấy nhờ. Nghe mùi thơm ấy nhờ. Đấy. Xong rồi nè mọi người. Đó. Rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ cắt thử một miếng ra nha. Bây giờ mình sẽ cắt thử một miếng ra để xem bên trong như thế nào nha. Thì bên trong nó vẫn là miếng dưa hấu thôi. Và miếng thịt bự vậy. Thịt bò tái. Thịt bò tái này là chín 30%. 30 cái gì? Cái đó mới có 10% mà chị. Đẹp hả? Ừ. Nói chung mà cũng đẹp nè. Bây giờ để cho công tâm thì May sẽ mời em trai quái ăn trước cho mọi người. Trời. Chị em ăn trước, em review trước luôn. Ừ, ăn trước review trước. Ôi đi sao? Để cho cảm nhận. Ôi sao chị khôn quá vậy? Khôn gì đâu. Mấy cái ăn món đi, chứ lần nào tao ăn trước mày cũng nói hả, tao ăn lẹ lên. Cái món này nó dị vãi luôn á. Thôi rồi, ok, để em ăn trước em cho cảm nhận nha. Hôm nay em nhường mày đó. Ok chị May. Cảm ơn chị May. Mọi người mời mọi người ăn bò bít tết nha. Sao? Nó lạ lắm chị May. Lạ kiểu gì? Mày phải nói ra rõ ràng chứ, đã mời ăn trước rồi mà. Nó lạ đến nỗi mà em không biết review sao luôn đó. Chị ăn thử đi, ăn thử đi rồi cùng bàn luận. Thiệt cái chó, lần nào tao ăn trước mày cũng hối tao review cho nhanh, để cho mày ăn. Thì ăn đi. Hôm nay tao nhường rồi hả, bảo tao ăn trước. Mời mọi người nha mọi người. Đây là bít tết từ dưa hấu. Trước tiên, ngửi cái nó thơm nè. Thấy nó thơm thơm. Thấy bên ngoài á nó giòn giòn, nó thơm, nó thơm. Ừ. Đó, khi mà mình cắn vào bên trong miếng dưa hấu á, bình thường mình ăn đúng không, hay là nó mát, nó mặn nước, nhưng bây giờ á mà nó vẫn mặn nước nhưng mà nó ấm ấm, nó ẩm ẩm đó. Như hồi nãy mày nói nè, ẩm thực là mình phải trải nghiệm để ăn chi, để mình biết nó khám phá, để biết nhiều thứ hơn. Đây cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị mọi người. Nhưng mà đôi khi mọi người á là đừng nên làm. Nhưng mà đôi khi mọi người á là đừng nên làm. Mất công làm á, tốn dầu, tốn mỡ, tốn mấy miếng dưa hấu, tốn thêm bột mì, tốn thêm ổ bánh mì. Đó, tốn thêm quả trứng gà nữa, hai muỗng đường nữa. Trời ơi, thôi, mày rảnh mà. Tình hình này chỉ có ở nhà thôi, rảnh quá bày bừa tùm lum món á. Đó, món này mày khuyên mọi người, thật lòng.
đừng làm nha. Trời, lần đầu tiên thấy cái món fail vậy luôn á. Thôi kệ, có món có món thành công, có món fail. Đúng rồi, nhưng mà mình là không, không phải nó fail mà là thì mình cũng bắt chước người ta làm, mình phải ăn, mình cảm nhận nó ngon thì mình nói ngon, nó dở mình nói dở, mà nó tạm được mình nói tạm được. Nhưng mà nếu như fail quá là nó cháy thì là như thế nào mới gọi là fail? Bây giờ em hỏi chị này, nhìn đẹp không? Nè, bây giờ nó vẫn chiên lên rất là đẹp. Ừ, nếu chị làm lại là chị có làm được không? Thôi dẹp.